7 triệu là mức giá vừa được công bố cho siêu phẩm piano điện mới nhất đến từ nhà Custman. Đó chính là Custman B25. Theo bạn, mức giá này liệu đã hợp lý? Hãy cùng mình tìm hiểu về cái đàn này nhé. À mà khoan, để các bạn chọn được cái đàn phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình, điều đầu tiên các bạn cần hiểu rõ về 6 yếu tố quan trọng sau đây. Thứ nhất, đó chính là chất lượng âm thanh, cần phải trung thực và mô phỏng được âm thanh của một cái đàn piano cơ. Thứ hai là bàn phím, cho ra cảm giác chơi ra sao và thuộc loại công nghệ bàn phím nào. Thứ ba là tính năng và chức năng, đàn có được hỗ trợ nhiều loại âm thanh khác nhau hay không, có trang bị nhiều chức năng từ cơ bản đến nâng cao hay không, và có nhiều cái kết nối mở rộng hỗ trợ cho người dùng. Thứ tư là thiết kế, phải đảm bảo về tính thẩm mỹ và độ hoàn thiện tốt. Thứ năm, thương hiệu và bảo hành, chọn thương hiệu nổi tiếng và có uy tín, các chính sách bảo hành và hỗ trợ sau bán hàng sẽ như thế nào. Thứ sáu, giá cả và ngân sách, bạn phải cân nhắc giữa giá cả và chất lượng để đảm bảo nhận được giá trị tốt nhất so với số tiền mình đã bỏ ra. Bây giờ hãy cùng mình dùng 6 yếu tố này để tìm hiểu về âm đàn Custman B215 này nhé. Đầu tiên, về chất lượng âm thanh, B215 sử dụng chip SAM 5708, một thương hiệu nổi tiếng đến từ Pháp và được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị âm thanh kỹ thuật số như là piano điện hay là keyboard. Chip SAM 5708 trên B215 giúp tăng độ đa âm lên đến 162 polyphony. Với mức polyphony cao sẽ giúp người chơi chơi được những bản nhạc phức tạp và có sự linh hoạt cao trong biểu diễn. Với tốc độ xử lý cao, chip SAM 5708 cho ra độ trễ rất thấp, giúp trải nghiệm chơi mượt mà và liền mạch. Với nhiều hiệu ứng và bộ lọc âm thanh đa dạng sẽ giúp bạn tùy biến tạo ra những bản nhạc độc đáo phù hợp với phong cách cá nhân của mình. Custman B215 được lấy mẫu 10 lớp velocity từ âm thanh nổi của cái đàn piano cao cấp Steinway, tiêu chuẩn vàng trong ngành công nghiệp piano. Với chất lượng âm thanh xuất sắc, tính nhất quán và độ chính xác cao, Steinway luôn là ưu tiên hàng đầu cho các buổi biểu diễn. Và bây giờ chúng ta hãy lắng nghe thử âm thanh ở trên chiếc đàn Custman B215 này nhé. Ngoài tiếng grand piano cơ bản thì B215 còn trang bị lên đến 128 loại âm thanh khác nhau, cho phép các bạn thỏa sức sáng tạo, bao gồm nhiều thể loại như air piano, organ, guitar, guitar bass, tiếng string, bộ kit và nhiều hiệu ứng âm thanh khác khi các bạn chơi hợp âm ở những phần bass. Đàn sẽ tạo ra độ rung và vang, mô phỏng chân thực nhất khi búa gõ vào dây đàn trên piano cơ. Âm thanh hay chắc chắn phải đi liền với một bộ bàn phím chất lượng. Vậy thì bàn phím của B215 có những gì? Cùng mình tìm hiểu nhé. 88 phím với công nghệ Wave Hammer Action với 4 cấp độ cảm lực nhấn: Light, Normal, Heavy và Up. 88 phím của B215 cung cấp dải âm thanh rộng từ bass sâu cho đến treble cao, cho phép các bạn có thể biểu diễn các bài nhạc có phạm vi âm thanh đa dạng. Công nghệ Hammer Action các bạn có thể hiểu đơn giản là hệ thống phím được thiết kế theo cơ chế búa gõ, mô phỏng cảm giác phím như trên đàn piano cơ. Khi nhấn phím,
bạn sẽ cảm nhận được sự phản hồi tương tự như phím của đàn piano cơ. Phím trắng bóng, tạo độ thẩm mỹ cao và sang trọng như đàn piano cơ. Phím đen nhám, chống trượt tốt và ít phản chiếu ánh sáng, sẽ tránh gây mỏi mắt trong quá trình chơi thời gian dài. Khác biệt về độ nặng, đó chính là lý do tại sao các phím ở trên đàn piano cơ phải được đánh số để phân biệt. Vừa rồi mình đã điểm qua hai yếu tố quan trọng khiến các bạn quyết định chọn mua cái đàn piano cho mình, đó chính là chất lượng âm thanh và độ hoàn thiện của bàn phím. Quả thật Custman B25 quá vượt trội so với phân khúc 7 triệu đồng. Còn theo bạn, liệu B25 đã xứng đáng với mức giá đó chưa? Và hãy đón chờ phần 2 cùng mình tìm hiểu các chức năng có trên em đàn này sẽ như thế nào nhé. Hãy đến ngay các hệ thống showroom của Minh Phụng Music tại số 347 Điện Phủ, phường 413 thành phố Hồ Chí Minh và 98 Bành Văn Chân, phường 7 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh để trải nghiệm ngay em đàn Custman B25 này nhé. Link mua hàng thì mình sẽ để ngay dưới phần mô tả. Với mức giá 7 triệu này chỉ áp dụng trong đúng tháng 7 này. Các bạn hãy nhớ nhanh chân lên nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy nhớ để lại một like, share, subscribe và để lại thắc mắc của mình dưới phần bình luận nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.